Hương xin hoan chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Bất Thầy Ẩn Danh. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bất Thầy Ẩn Danh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và ngày hôm nay lại là một tuần mới, chúng ta sẽ có cơ hội bước vào một không gian cực kỳ bí ẩn, cực kỳ thú vị. Bên cạnh đó có cả tâm lý tại chương trình này nữa. Nếu như Bậc Thầy Ẩn Danh ẩn mình hoàn hảo, họ sẽ có cơ hội mang về cho riêng mình là 10 triệu đồng. Còn nếu như số đông nhất tìm thấy được Bậc Thầy Ẩn Danh, chắc chắn họ sẽ chia đều số tiền thưởng lên đến 30 triệu đồng. Wow, một số tiền rất cao đúng không ạ? Và chúng tôi sẽ có những vòng thi đấu rất hấp dẫn và kịch tính để xem ngày hôm nay khách mời của chúng ta sẽ đến với không gian này như thế nào quý vị nhé. Đầu tiên, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ một cặp đôi rất là trẻ. Thành viên đầu tiên là một chàng trai trẻ đến từ nhóm nhạc Monster mang tên Key. Chìa khóa đầu tiên là đây. Sánh đôi cùng với Key đó chính là Rosie đến từ Libby. Xin mời. Wow, dạ chào em. Nào, gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đi hai em. Xin chào tất cả mọi người, em là Rosie, em đến từ nhóm nhạc Libby ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Key, mình là rapper trong nhóm Monster. Mấy đứa ơi, giới thiệu cái gì khác hơn được không? Cái đó anh mới nói xong. Dạ, thực ra thì về biệt tài hay sở thích hay đấy, là cái gì cũng được, biệt tài đi. Nhiều người cũng biết tôi, biệt tài của em nó là đẹp trai ạ. Ai xác định cái đó là biệt tài vậy em? Gia đình em này, bố em, mẹ em, bà em này, dạ, ông em này đó. Những người đó yêu người, thương em bất chấp đấy em. Không mà, họ là khen thật lòng mà. Ok, ngày hôm nay đi cùng với Rosie, Key đã giới thiệu quá nhiều rồi, còn em thì sao? Cũng như anh Key thì biệt, cái gì, biệt tài của em là ngủ. Rồi em ngủ một ngày bao nhiêu tiếng? Em thích ngủ lắm, em thì là lúc nào em cũng ngủ được luôn á. Thế hôm nay em có tỉnh táo khi đến với chương trình không em? Dạ em phải tỉnh táo chứ. Giá trị tiền thưởng là 30 triệu lận ở nhà. Wow, ráng mà tìm nha. Hôm nay sẽ bắt tay cùng với Khi nhá, để chúng ta cùng với nhau đi tìm Bậc Thầy Ẩn Danh. Một tràng pháo tay cho hai bạn. Cặp đôi tiếp theo sẽ nói gót hai nhân vật đến từ hai nhóm nhạc rất là được yêu thích hiện nay, Monster và Libby. Lấp đầy khoảng trống này sẽ được giới thiệu cặp đôi Zino và Liz. Xin mời. Xuống này coi, nói chuyện. Làm gì ra mà không ăn ý với nhau? Ngại ngùng em nha em. Sao ngại bạn dạ, vậy em? Em có chuyện riêng với chị Liz. Tại sao tới đây? Muốn rinh về giá trị tiền thưởng hay là muốn giải tỏa cái bầu căng thẳng hiềm khích lúc trước? Dạ chắc em nghĩ là sẽ mang về tiền thưởng ạ. Cái đó ai cũng muốn cái em. Cái quan trọng nhất ạ. Nhưng mà phải hiểu nhau đúng không? Bọn em là sẽ vì cái giá trị tiền thưởng mà bọn em sẽ bỏ qua tất cả hiềm khích. Mà hồi xưa làm gì mà giận nhau? Anh dạ, hỏi Gino mà xem. Gino làm gì cho bạn giận? Ngay dạ, lần đầu tiên gặp nhau. Sai lầm tuổi trẻ à? Sai lầm tuổi trẻ? Bộ bây giờ già lắm hay gì? Làm gì mà giận? Dạ em có lỡ lời nói đùa với chị Liz một câu rồi. Trời, xong giận luôn. Dạ vâng. Vâng ạ, em mà được cái là gì chứ em thủ rất là dai ạ. Trời. Nhưng trời mà ơi, thôi tha thứ đi, đau bụng. Thì hôm nay đến qua chương trình thì em tạm tha thứ hôm nay. Ok. Rồi sau hôm nay thì mình tính sau, nếu mà có tiền thưởng thì mình còn suy nghĩ đến chuyện là mình tha thứ về những ngày về sau, còn nếu không thì anh biết rồi đấy. Ok, anh cái hiểu kết em. Là sao là anh biết rồi đấy. Rồi, nói chung là hai nhóm nhạc này cũng đang rất là yêu thích hiện nay mà em, cho nên là thôi, lỡ mà em nó nhỏ dại làm cái gì đó thì giờ tha thứ bỏ qua. Dạ. Ngày hôm nay cái giá trị tiền thưởng nó rất là quan trọng. Khoác tay nhau đi về nơi kia. Một tràng pháo tay cho hai bạn nào. Vậy là chúng ta đã có 4 nhân vật ngày hôm nay đúng không ạ? Vẫn còn 4 nhân vật nữa bên cánh trái của Minh Sù đây, để xem họ là ai. Bên đây là ca sĩ rồi, tiếp theo sẽ sôi động hơn một tí xíu, vẫn có ca sĩ nhưng mà sẽ kèm thêm một chàng trai diễn viên rất là điển trai nữa. Đầu tiên sẽ được giới thiệu diễn viên Lê Trung Hiếu cùng với ca sĩ Bảo Yến Rosie. Xin mời. Trời đất ơi, bà từ tốn kìa. Nào mời em. Dễ thương, Hiếu né ra một bên. Ừ, dường như vô đây nó mới hợp em ơi. Dạ em xin phép được gã dạ, Suka cho Nobita luôn ạ. Trời đất ơi, làm gì mà Suka Nobita đây, qua kia đi em. Hôm nay hai đứa là người chơi của chương trình. Thế thì Yến đã xem chương trình chưa? Dạ rồi ạ. Xem bao nhiêu lần rồi, nói thiệt cho tôi nghe. Bao nhiêu lần? Dạ 3 lần. 3 lần cũng được đi, coi như là có kinh nghiệm coi. Thiên thấy là cái chương trình này như thế nào? Dạ chương trình thú vị, mọi người dễ thương và vui tính, đặc biệt là anh MC cực kỳ đẹp trai.
Ủa sao em nói câu đó mà em đau lòng vậy là sao? Không, em cảm thấy ngưỡng mộ anh. Em phải nói câu đó làm sao để chảnh 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 coi nào. Lại nè, hai ba. Tôi lại. Và anh MC cực kỳ đẹp trai. Cái khúc này là mọi người đang làm liên ở nhà vô đó. Cảm ơn em, chưa gì mình nịnh anh quá. Nhưng mà anh cũng không có gì cho em đâu. Em phải cùng với những thành viên ở đây tìm được đúng bậc thầy ẩn danh. Còn Hiếu thì sao, là một diễn viên có vẻ như là lợi thế rất là nhiều ha, cho việc hóa thân của mình. Thì em thấy là mình sẽ sử dụng chiến thuật gì trong chương trình này? Dạ, thật sự thì em cũng không biết là nói là chiến thuật gì. Nhưng mà bình thường đi diễn thì công nhận là em có diễn thiệt. Nhưng mà ở đây là ngoài đời thì em không có diễn đâu mọi người. Em là con người miền Tây mà mọi người biết rồi đó. Chân chất, thật thà và chất phát thì em là y gian vậy đó. Mọi người đừng nghi Hiếu nha mọi người. Cắt. Đó, vỗ tay. Cái đoạn vừa rồi là một cái tiểu phẩm nhỏ nha mọi người, là rất là chân thật luôn mà lưu loát lắm. Mà chúc cho hai em sẽ có những cái trải nghiệm thú vị cùng với bậc thầy ẩn danh. Nào xin mời, mỗi bạn một ô. Và tiếp theo, hai nhân vật cuối cùng sẽ xuất hiện. Xin được giới thiệu diễn viên Vĩnh Sang cùng với một nhân vật mà có nói rất là cá tính mạnh mẽ ngày hôm nay, Phi Ngọc Ánh, xin mời. Wow, nhào ra, nhào lộn ra, Ánh. Thôi bớt đi. Sao trời vậy? Ơi, cho người ta nữ tính xíu đi, chứ để ta nghĩ tôi đàn ông hoài. Quên. Mà đàn ông thì... Bây giờ mình lỡ rồi, ra đây mà muốn mọi người khẳng định mình là một người con gái dịu dàng, thì bây giờ mình giới thiệu làm sao đó cho ngọt ngào cái nè. Hi ba. Phi Ngọc Ánh xin chào tất cả. Giới thiệu bình thường đi Ánh nha. Ok. Xin chào tất cả quý vị, mình là Phi Ngọc Ánh và đây là người chơi của mình rất là đẹp trai, đó là bạn Vĩnh Sang. Vĩnh Sang xin chào anh Minh Xù và chào quý vị khán giả. Ê, hôm nay hết xù rồi. Bây giờ người ta cái kiểu tóc là Itaewon Class đó, đúng không? Rất là trendy. Minh Xù nghĩ rằng cái bậc thầy ẩn danh là một cái game show mà cần rất là nhiều mọi thứ luôn á. Thứ nhất là phải có thể lực tham gia những cái trò chơi vận động. Thứ hai là phải trí tuệ để làm gì, để thật là chính xác cho việc phán đoán. Và thứ ba là đồng đội. Thì các bạn có đủ những cái yếu tố này hay không ạ? Sang trước đi. Thì đồng đội, tính đồng đội của tụi em cũng rất đoàn kết, nhưng mà thấy phần thưởng nó hơi lớn, như này em chưa biết là sau đó em sẽ như thế nào. Trời ơi, chưa gì mà nói vậy, không biết á, ai mà theo ổng không. Sao Ánh? Hôm nay chắc có lẽ Ánh là người lớn tuổi nhất trong các em ở đây, cho nên chắc là sẽ nhường các em đó. Đừng, mình hãy nói là mình có người kinh nghiệm, mình có ok, mình kinh nghiệm và mình hơi đông tuổi hơn các em một chút xíu. Bé, đừng có nói vậy. Mình là kiểu đông tuổi giống nhau. Đông tuổi giống nhau. Đó, nhưng mà mình sẽ nhường các em. Nếu như mà các em chơi không được thì chị sẽ chơi. Đó, sẽ cùng chị chơi đúng không ạ? Rồi, hai bạn ngày hôm nay vui nhá với chương trình bậc thầy ẩn danh nhá. Một tràng hô tay cho hai nhân vật cuối cùng, xin mời. Quý vị thân mến, và là ngày hôm nay chúng ta đã chào đón 8 người chơi về đúng vị trí của mình rồi, và chúc cho mọi người sẽ tìm được bậc thầy ẩn danh mang về giá trị tiền thưởng là 30 triệu đồng. Và bây giờ màn hóa thân sẽ bắt đầu khi mà chúng ta nhận lấy những quả cầu đến từ chương trình, xin mời. Thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu xem quả cầu bí ẩn của mình ở bên trong có cái gì ở trong đó. Nhưng chúng ta sẽ xem tuần tự từng thành viên lên đây coi cho những người chơi ở phía dưới xem các bạn đang diễn xuất như thế nào. Liz, lên coi trước em. Ủa, em đầu tiên ạ? À? Trời ơi. Trời ơi, giấu vô nha em. Ừ, một mình biết thôi nha. Coi cho anh coi chứ sao thấy mặt hơi kỳ em. Ê! Những cái này á, một mình biết thôi. Một mình biết. Đừng nói với ai hết. Ủa, sao anh biết của em? Anh cũng biết. Anh được biết, tại vì anh là MC mà, anh có gì đâu. Này, rồi, sang rồi em. Chúng ta chỉ có hai tấm thẻ thôi. Một là người truy tìm, hai là người ẩn danh. Em coi chưa? Em coi rồi. Trời, ý, giấu vô em mấy cái đó. Ừ, chết thật. Muốn nói gì không? Cái này... thôi tí nữa thôi. Tí nữa nói về. Trời ơi, sao bí ẩn quá, Zino mà em. Giấu vô. Phải giấu vô đây à? Không không. Đây, coi cái này nè. Trời ơi, chưa gì mà một mồ hôi đổ quá trời đổ rồi em. Em muốn nói gì? Muốn
muốn nói hôm nay lại một ngày căng thẳng. Chúc em đừng căng quá nha. Không tốt đâu nha. Cười lên. Về. Trời đất ơi, ba người rồi đó, mời anh. Đây là nhân vật cũng bí ẩn nè. Bởi vì cũng là diễn viên, cũng cá tính, cũng mạnh mẽ. Anh muốn nói điều gì với quả cầu này? Anh muốn nói là anh không có gì để nói hết. Cảm ơn anh, về chỗ. Tiếp tục, Rosie, số 8. Con số cuối cùng trong bộ số của chúng tôi ngày hôm nay, liệu rằng Rosie của chúng ta là ai? Mấy cái này. Là ai, đoán xem. Đoán xem, về chỗ em ơi. Rồi, tiếp tục, bà biết, mời em. Trời, số 1 nha, bắt đầu nha. Người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt nha. Vợ chồng mình phải coi chung anh. À chà, quên. Em ơi, đôi khi những cái giá trị này á, không phải ai cũng có được đâu nha. Em thôi, hiểu, chắc đổi MC quá. Em hiểu luật chơi chưa? Dạ, lát nữa em vô cho em hỏi anh. Trời đất ơi, chưa biết chơi nữa về chỗ. Trời ơi, vợ chồng nữa chứ, đổi MC quá mấy đứa ơi. Thôi mà, vô, khi, tới em. Thôi lộ, tôi cũng không được cái gì đâu, anh ơi. Em thực sự rất là buồn nhưng mà em không có được chọn số. Em là bốc cuối cùng rồi nha. Coi như là số phận. Số phận nha. Coi chừng rớt em. Không. Bé thầm lặng đi về luôn. Nào Hiếu, mời em. Mọi người coi thật là kỹ nha. Tại vì đôi khi á, có những cái sự biểu đạt mà nó lộ liễu á. Dạ. Là mình phát hiện ra liền. Em có nên cho anh coi không? Có. Người miền Tây thật thà chất phát. Tự nhiên hồi nãy em cầm lên thấy nó nhẹ mà giờ giờ nặng nề quá hả? Rồi về. Ok. Trời đất ơi, 8 người chơi đã biết được thân phận của mình ngày hôm nay là như thế nào rồi. Nhưng tôi thấy ai cũng lo ở trơn, không biết lo cái gì. Thôi, bây giờ mình bớt lo. Mình sẽ cất cái quả cầu này để làm gì? Cuối chương trình chúng tôi sẽ bật mí cho mọi người thân phận của số đông bình chọn nhiều nhất cho một quả cầu mà thôi. Và đây là cây sự thật của chương trình. Chúng tôi sẽ bảo lưu lại kết quả mà các bạn đã biết được thân phận của mình đầu tiên là như thế nào tại đây nhé. Xin mời các bạn đặt quả cầu đúng tên của mình vào đây. Xin mời. Tám người chơi đã hoàn toàn thoải mái. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng nhau chờ đợi xem những vòng thi đấu kịch tính của Bậc Thầy Ân Danh như thế nào sau ít phút quảng cáo. Xin mời. Lại với chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên mang tên là thử thách cá nhân. Để làm gì ạ? Để chúng tôi muốn tìm được hai đội trưởng cùng lái con thuyền của mình thi đấu đối kháng cùng với nhau. Để làm sao chúng ta tìm được nhiều gợi ý nhất đến từ chương trình. Và đặc biệt là tìm được Bậc Thầy Ẩn Danh. Trong vòng đầu tiên như thế này, hai người nào chơi thắng thì chắc chắn sẽ trở thành hai đội trưởng của chương trình. Luật chơi rất đơn giản như sau. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hai rổ bóng rất nhiều màu. Cứ mỗi cặp đôi khi mà xuất hiện đầu tiên đó, ví dụ đi, Rosie cùng với Ki, mời các bạn lên đây. Từ vạch xuất phát quy định của chương trình, các bạn sẽ phải dùng cái trán của mình giữ được quả banh này. Mời hai bạn đấu trán lại với nhau. Sau đó các bạn sẽ giữ thăng bằng làm sao di chuyển đến cái bàn này của chúng tôi. Tại đây có rất là nhiều cái chai thủy tinh. Và các bạn phải đặt được trái banh này xuống đầu miệng của chai thủy tinh và giữ thăng bằng ở đây thì các bạn được một điểm. Và cứ tuần tự như vậy, trải qua 1 phút 30 giây, nếu như cặp đôi nào có số lượng banh giữ được thăng bằng và an toàn trên những chiếc lọ thủy tinh nhiều nhất thì cặp đôi này sẽ trở thành hai đội trưởng của chương trình. Rồi chúng ta sẽ có hai lượt thi đấu đối kháng cùng với nhau trong vòng này. Đầu tiên bên đây là Ki cùng với Rosie, mời em. Và bên đây cặp đôi Hiếu với lại Yến, mời hai em ra đây. Hai cặp sẽ thi cùng một lúc luôn. Tụi em được quyền dùng tay để đặt lên, sau đó giữ thăng bằng. Và trong quá trình bắt đầu đi thì không được dùng tay nữa nha. Và phải giữ thăng bằng bằng trán của mình mà thôi. Ok, và bây giờ cặp thi đấu đầu tiên của chúng ta đã bắt đầu.
1 phút 30 giây. Xin mời. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Nắm tay nhau. Rồi. Rơi một cái là đi về. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh thôi, không cần gấp. Cố lên. Ê, kí lùi ra, kí lùi ra, kí lùi ra. Lùi 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 lùi. Lùi 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 về, lùi về, kí lùi về, kí lùi về. Về ra, về ra, về ra. Đúng rồi, giang ra, giang ra. Ô lại. Làm lại, làm lại. Chặn thôi, chặn thôi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Hiếu và Yến đang rất là hay, rất là giỏi rồi. Thăng bằng nha, thăng bằng nha. Ba. Chiến thắng. Yeah. Thôi chậm thôi, chậm thôi, bình tĩnh. Hạ người. Ê cái tính to cái này mà. Cố lên. Có cái tay ra. Mình hạ càng chậm xuống. Trò này chậm mà chắc. Các bạn sẽ ghi về nhiều bàn. Ui. Đây làm lại nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh. Reset. Lẹ. Điểm. Nhìn hai đứa đẹp đôi dễ sợ không kìa. Trời đất ơi. Đau lắm. Lúc đầu kêu tôi là ông xã rồi giờ đi chơi với một trai trẻ khác. Cố lên, cố lên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ê, cái này không, bên đây người ta kêu vũ, nhẹ nhàng, êm ái. À, chơi đầu bên kia trước. Hai đứa dễ thương. Cố lên, cố lên, cố lên. Chúng ta còn lại 5 giây. 3, 2, 1. Nhanh lên, nhanh lên. Hết giờ. Cái này quả thật rất khó. Một trái là hay rồi. Nhưng trong lượt đầu tiên này, cặp đôi hiện tại đang tạm thời trở thành đội trưởng của chương trình. Xin được chúc mừng cho bà Yến Rosie cùng với Trung Hiếu. Wow, vậy nào. Yeah. Mời Kim Anh. Có một trái thôi cô ơi. Rồi, đổi lượt, mời hai cặp đôi còn lại vô. Và bây giờ, lượt 2 của chúng ta cũng sẽ có 1 phút 30 giây mà thôi. Sẵn sàng chưa ạ? À, bên đây thì sao ạ? Sẵn sàng rồi ạ. Mặt hơi méo ha. Cố lên, hai chị em đừng giận hờn gì nữa. Cố gắng quyết tâm nhé. Biết đâu trở thành hai đội trưởng ngày hôm nay. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Bình tĩnh thôi. Anh nghĩ chỉ cần đi 2 lượt là ngon lành. Chuẩn bị. Ôi hay quá. Tách nhau ra một chút. Giữ thăng bằng, giữ thăng bằng. Hay quá anh ơi. Sang ơi, ơi, rồi ơi. Dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ anh, từ từ anh ơi, Sang ơi, từ từ. Chắc không cần phải ra hai góc. Từng người bỏ ra thôi, từng người bỏ ra thôi. Ba. Yeah. Wow. Ra góc mình, ra góc mình. Ráng, ráng một cái nữa. Ráng một cái bằng thôi. Chúng ta còn lại tới 38 giây. 3. Lẹ. Wow. Cẩn thận nha, cẩn thận. Rồi. 2. Wow. Trời ơi, quá. 20 giây. Chị ơi, chậm thôi, cái cuối nha, không để rớt cái này. Coi chừng nha, cẩn thận nha. Coi chừng rớt trái cũ nha. Dạ. Ê, rồi xong. Trời ơi. Wow. Hết giờ. Coi chừng, coi chừng. Thiệt nha. Trời ơi, anh biết quá. Tôi tiếc dễ sợ luôn á. Tại vì được hai trái banh đầu tiên là coi như lợi thế rồi. Ai dè đâu khúc sau là quả banh thứ ba có vẻ bị rung cái bàn đúng không? Cho nên hiện nay, và kính thưa quý vị, bên cánh phải của em ở trên bàn kia có hai quả banh màu vàng và màu cam. Xác định hai đội trưởng của chương trình đã thuộc về Zino cùng với Liz. Kẻ thù không đội cho chung này. Sao em? Dạ, lúc đầu là Zino có hỏi em là chị có muốn làm đội trưởng không? Ừ. Thì em bảo là vui thôi em ạ. Vui rồi. Xong cuối cùng vẫn lại được làm đội trưởng. Biết đâu được, hôm nay là bọn em cũng đã có một cái bắt đầu rồi ha. Đúng không? Là mình giảng hòa với nhau rồi coi như này thắng rồi. Hai đội trưởng của chúng ta là Zino cùng với Liz, cho nên các bạn được quyền lựa chọn thêm 3 nhân vật nữa về cho đội của mình để thi đấu cùng với nhau qua những vòng chơi. Hai đứa vô giữa. Dạ mời. Ừ, giờ mình có giá trị mà em. Quánh, quánh tù xì, có ai lựa chọn đầu tiên? 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Rồi, thắng được quyền quyết định. Thôi em dùng cho chị Liz. Thôi em chọn đi, em chọn đi. Bé cảm thấy có lỗi hôm nay là gỡ gạt lại nè. Em chọn đầu tiên, chọn ai? Em chọn ai cũng được luôn đúng không ạ? Đúng. Rosie. Rosie, yeah. Trời, chú nhớ mà không lẽ không chọn đúng không? Ok, em. Nhưng mà hãy chọn những người mới ở bên này, biết đâu được người ta. Mình sẽ có một cuộc làm quen mới đúng không? Em chọn anh Hiếu. Anh Hiếu, rồi, mời Hiếu. Ok. Thành viên của Zino.
Em qua đây, hành vi tiếp theo, Liz mời em chọn. Tại em nghĩ là game này cũng có nhiều cái thi thể lực đúng không ạ? Đúng, cũng em cần nghĩ là nam. Em chọn chị là đúng rồi. Trời ơi, cần nam mà phải chọn Ánh. Rồi, Ánh. Tiếp tục, Sino. Em, mèo luôn em rồi đó. Sẽ không bỏ thành viên của mình. Không bỏ rơi đồng đội. Ok. Mời Ki. Ki. Thôi mời đội chị Liz được không? Rồi, rồi, qua đây luôn. Ok, chúng ta chỉ còn là hai nhân vật thôi. Rosie và Yến. Cùng với Vân Sang. Em bình tĩnh là một người con trai. Nếu có một người nam lỡ đâu có bưng bê chẳng hạn. Đúng rồi. Em cũng thích được cưng nữa. Đúng. Dạ em chọn anh Sang ạ. Rồi, nam xin mời bà Nguyễn Rosie qua đây. Chào mừng công chúa. Quý vị thân mến, tuần này có vẻ như là số lượng nam nữ trong mỗi đội có vẻ khá là chênh lệch. Và để xem là những trò chơi của chúng tôi sẽ như thế nào, hai đội chơi đã sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là vòng thi đấu tiếp theo. Đừng chuyển kênh nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút. Bậc thầy ẩn danh và đây là vòng thi đấu đầu tiên người thông thái. Và để xem các bạn sẽ vượt qua những câu hỏi của chương trình như thế nào. Lưu ý những câu hỏi này rất là đơn giản thôi, lâu lâu có sự thách đố nhẹ tí xíu. Các bạn được quyền hội ý những thành viên ở trong đội trong khoảng thời gian trả lời, và các bạn được quyền tin đồng đội của mình để trả lời giống họ, hoặc là các bạn trả lời theo ý thích cá nhân của bản thân mình cũng được. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được một điểm. Kết thúc vòng này, đội nào có nhiều điểm đúng hơn, đội đó sẽ có gợi ý đầu tiên của chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Rất là dễ thôi. Yến ơi, Rosie ơi, dễ lắm em. Dễ lắm hả? Nha. Cái gì anh trả lời giúp em nha. Ừ, anh trả lời sau khi em trả lời xong ha. Hai đứa bớt thả thính đi. Ừ, bởi mới nói. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau. Trên đường có ba bé trai đi với một bé trai, hỏi có bao nhiêu bé trai? 15 giây trả lời bắt đầu. Bé trai đi với một bé trai. Các bạn được quyền copy nhưng trong đội của mình thôi. Ba một bé trai. Ba. Hoặc các bạn có quyền trả lời theo ý thích cá nhân của bản thân mình. Chúng ta còn lại 5 giây. Bao nhiêu rồi? Một bé trai. Ok. Một bé trai. Cẩn thận bên kia copy đó, bên kia thấy đó. Cẩn thận lắm. 2 1 hết giờ. Chúng tôi hỏi có bao nhiêu bé trai. Rosie Bảo Yến trả lời là một bé trai và ba. Bên đây là ba luôn. Bên đây là một bé. Sao em khi là bao nhiêu? Là ba. Là một hay ba? Không, mới đầu ghi là ba. Là một. Đáp án không rõ ràng. Không tính. 13. Cái đó là 13. Bên đây là 1111. Cho Minh Xu hỏi. Lúc đầu Minh Xu thấy là Vĩnh Sang đã trả lời rất là nhanh. Vậy thì tại sao đáp án của bạn là một? Ba bé trai, chắc là bé trai đi cùng với ba. Cho nên là chỉ có một bé trai thôi. Một bé trai thôi. Bé trai đi tại sao em lại nghĩ như vậy? Em cũng nghĩ vậy, là một bé trai đi cùng với ba của bé ấy. Mà ba thì đâu có gọi là bé được. Thì là một thôi. Và đây là câu đố mẹo, cho nên đáp án một là đáp án chính xác. Chú vui cái gì? Thôi đi, câu trả lời không rõ ràng, không tính. Còn bên đây trả lời là ba luôn là sai luôn. Điểm số như sau. Đội của Zino có 2 điểm và đội của Liz có 4 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Câu hỏi như sau. Trương Ba trong một câu chuyện cổ tích hùng Trương Ba gia hàng thịt, Trương Ba có biệt tài gì? Rất dễ, 10 giây trả lời bắt đầu. Em viết ra đi xong em kêu chị các bạn. Mổ heo. Sợ thịt hả? Nhanh lên, chúng ta chỉ có 10 giây thôi. Đúng rồi, đó. Chị, ghi lại bánh thịt heo đi. Thấy á. Ủa, một chân ba gian. 5. Đúng rồi. Gì vậy? 4. Thằng sáng. 3. 2. 1. Hết giờ. Mời các bạn vô bảng. Trời ơi, nhiều ý kiến dữ. Ở bên đây có vẻ như là người ta là đồng thuận, không? Bên kia đồng tâm đoàn kết. Luôn luôn đoàn kết. Đây là mổ heo, mổ thịt heo, mổ heo, mổ heo. Bên đây là hoán đổi thân xác. Cái bộ phim đó đúng là như vậy. Hoán đổi, rồi bên đây là cắt thịt heo. Rồi bên đây là cái gì? Xẻo thịt heo. Xẻo thịt heo à. Làm như món bò tùng xẻo rồi đó. Đây là heo tùng xẻo. Chúng ta có nhiều đáp án nhưng chỉ có một đáp án chính xác mà thôi. Đây
là một trong những tác phẩm mà được nhiều người thế hệ trước hoặc là 8X, 9X cũng có thể biết. Nhưng mà có vẻ các bạn 2000 hoặc là 9X hiện nay thì cũng hơi không tìm hiểu nhiều lắm. Đáp án của chương trình đó chính là... Hồi nãy khi có nói là vậy thì em mới nói là đúng rồi, anh tưởng là đánh cái gì mà em nói là xẻo hả? Dạ. Đáp án là đánh cờ. Rất tiếc. Ủa sao có liên quan quá vậy? Mà là cách này. Người ta nói là có biệt tài gì. Cái này là coi như là cái nghề người ta làm rồi. Nhâm tài. Câu hỏi này không có đội nào có điểm cả. Và đặc biệt là chúng tôi đang hỏi về chương 3 mà. Cho nên là các bạn phải lưu ý là nhân vật này có cái biệt tài như thế nào. Không sao, hôm nay ghi nhớ nhá. Biệt tài là đánh cờ. Tiếp tục, câu hỏi số 3 như sau. Tòa nhà cao thứ 2 tại Việt Nam tính tới năm 2019 là tòa nhà nào? Bitexco. 10 giây bắt đầu. Phải không? Cái nào anh? Bitexco. Có thể là nhiều người biết. Nhớ nha, tòa nhà cao thứ 2 nha tại Việt Nam. 5, tòa nhà Abu Dhabi. 4, 3, 2, 1, hết giờ. Giờ. Bitexco giống nhau, Bitexco cũng rất giống nhau. Bitexco là bao nhiêu tầng ạ? 56 tầng. 56? 56 là một cái tầng nằm trong Bitexco thôi. Còn cái tầng 67 hay gì đó. 67 chưa đúng, 68 mới đúng. Nhưng không biết Bitexco có phải là tòa nhà cao thứ hai hay không. Tòa nhà cao nhất là Landmark 81, đúng không? Tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn tòa nhà cao thứ hai cũng chính là tòa nhà Landmark, nhưng Landmark này ở thủ đô Hà Nội và ở khu Khiêng Nam. À đúng rồi. Dạ, cao 72 tầng. Khiêng Nam. Khiêng Nam Hà Nội Landmark. Và đây mới là đáp án chính xác với 72 tầng cao thứ hai. Lại một lần nữa rất tiếc cho điểm mà không ai lấy hết. Tiếp tục nào. Cái này là phụ thuộc vào trí nhớ của mọi người thông qua một bài hát thiếu nhi. Ráng nhớ lại bài này nha. Rồi mình sẽ đếm thử xem là trong cái bài này nó có cái gì. Câu hỏi như sau. Trong 8 câu đầu của ca khúc Búp bê bằng bông của tác giả Lê Quốc Thắng có bao nhiêu từ bay? 15 giây bắt đầu. Bằng bông hay má không? 8 câu đầu tiên bay, thôi. Bê bằng bông, bông bông bông. Đếm đi, đếm bay đi. Bay cơ mà, từ bay cơ mà. Búp bê bằng bông biết bay bay bay, búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Hát vậy thôi. Búp bê bằng bông bên bàn bướm 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 buồn buồn biển biệt. Đừng có phân tâm anh em. 8 câu lượt nha quý vị. Trong 8 câu nha, có bao nhiêu từ bay? 21 từ. Bay, từ bay thôi. 5, từ bay thôi. 4, 5 đi. 3, 2, 1, hết giờ. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6. Có mình ông Zino là 6 thôi. Biết đâu đúng. Biết đâu đúng. Không nha, cái này á, nếu như theo kinh nghiệm của Minh Xù á, thì 4 người đúng không? Dạ. Mình sẽ một người chọn một số đi. Đúng rồi. Lỡ may mắn, tại vì cái này mình không biết mà. Bây giờ Minh Xù hát các bạn đếm nha. Trong 8 câu của búp bê bằng bông thì có bao nhiêu từ bay? Vỗ tay lên! Búp bê bằng bông biết bay bay bay, búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên bàn bướm 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 bình bông bò bàn bay bay là nào? Mới có 4 câu tiếp. Bướm bướm bay, bướm bướm bay, bò bàn bò bè bò bướm bê. Bướm bướm bay, bướm bướm bay, búp bê buồn buồn biển biệt bay bay. Alo, à, bài 1, 2, 4, 8, 8 nhiều Yến? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 là đoán chính xác, yeah. Rất tiếc, phải là 5 cộng 6 mới đúng. 3 câu liên tiếp, không đội nào lấy điểm hết, tôi buồn quá. Rồi, tiếp nha. Câu này chắc là những chàng trai sẽ biết dễ hơn, hoặc là những cô gái cá tính như là Ánh sẽ biết được. Để xem bóng đá này. Đội nào có điểm trong câu hỏi này. World Cup 2018 được tổ chức ở quốc gia nào? Hết. 15 giây bắt đầu. Sao ngồi cười không vậy Hiếu? Em đang cho nó lót lại. 2018. Nếu như không biết thì mình có thể là chia ra mỗi bạn ghi một nước. Không. Còn 7 giây. Ghi đại đi. Africa. Mỗi bạn ghi một nước nào đó mà mình tưởng tượng mình biết. Hả? Dự đoán nào cũng được. Dự đoán đại đi, Yến cũng biết đâu nhưng mà. Trong 3 giây cuối cùng tôi xin gợi ý, nước này là nước có diện tích lớn nhất thế giới. Ê. 3
hai, một, hết giờ. Nhớ bạn, dừng, nhớ bạn. Nhớ lên, phải không? Trung Quốc, đây. Trung Hiếu. Bảo Yến vừa ghi. Nam Phi. Em mắc. Nga. Nam Phi. Trung Quốc là đất nước đông dân nhất thế giới, chứ không phải là đất nước có diện tích lớn nhất thế giới. Và theo như gợi ý của Minh Xù, để mọi người ghi được đáp án chính xác dễ hơn, thì câu trả lời của chương trình là World Cup 2018 được tổ chức ở quốc gia đó là Nga. Chúc mừng Rosie. Chỉ duy nhất một mình Rosie trả lời được rồi. Cũng là Rosie nhưng mà trả lời không đúng. Nga. Lộn đúng không? Rồi, một điểm nữa thuộc về đội của Liz. Chúc mừng. Câu hỏi số 6 như sau. Câu đố vui nha. Một người đàn ông trong nhà có 4 tấm thảm. Hỏi ông ấy làm nghề gì? 15 giây bắt đầu. 4 tấm thảm. Một người đàn ông trong nhà có 4 tấm thảm. Tấm thảm á. Hỏi em ấy làm nghề gì? Câu đố vui. Hãy tìm những cái từ khóa nằm trong câu hỏi, xong rồi có thể đọc lấy lại hoặc là phán đoán theo cách riêng của mình. Ghi lại câu hỏi chi vậy cô? Em đoán từ. Có 4 tấm thảm. Bấm tay à? Rất dễ luôn. Yoga. Gợi ý, yoga. Đọc lấy. Làm cái gì? Yoga. Không, là những từ. Đọc lấy lại. Đọc lấy lại á, đọc lái nó lại đó. Ví dụ như là Trung Hiếu là hiếu trúng. Rồi, chúng ta còn lại 5 giây. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Đi đại thôi, sao? Yến rồi gì? Cái gì? Mà xoay ra, xoay ra. Đồng án là làm đồng. Ê, y chang em nghĩ luôn á. Làm đồng án. Em định ghi luôn á. Câu này liên quan gì? À, đàn ông là đồng án. Xong bà trả lời là đồng án. Bên đây là nha khoa. Khoan, nè, tập trung, nghe Minh Dù nè. Tại sao lại là nha khoa? Tại vì lúc đó cái não em nó chạy hơi bị xa. Thì em nghe anh nhắc cái chữ trong nhà, thì là trong nhà là nha chồng là nha khoa rồi. Tào lao. Tại sao lại là đèn thần? Alibaba và cái đèn thần. Thì liên quan đến tấm thảm. Alibaba có cái tấm thảm bán hàng. Nhưng mà 4 cái lần. 4 đèn thần thì ổng bậy, khỏi nói nữa. Còn em? Thảm tắm là cái gì? Bán thảm tắm. Ủa, cái thảm đi tắm hả? Đúng rồi. Thảm gì vậy? Cái thảm mà nó để dưới đây nè anh. Là cái thảm hồ bơi á anh. Ở trải ở nhà vệ sinh á. Xong rồi mình bước không, mình bước ra mình lau lau chân thôi. À, cái thảm thấm nước ở trong nhà tắm đúng không? Đúng rồi, nhưng câu này chưa đúng nha. Bình tĩnh. Qua bên đây. Ủa, đáp án trắng hả? Sao? Không biết gì hết. Còn bên đây tại sao là yoga? Tại vì có 4 tấm thảm, thảm để dùng tập yoga. Thầy dạy yoga. Cũng hợp lý. Biết đâu được, ông có 1000 học viên. Nhưng mà ông dạy theo giờ, giờ dạy 4 người. Sao em bán thảm luôn hả? Anh thấy cuộc sống em bắt đầu thê thảm rồi đó. Bên đây sao? Bán thảm luôn đúng rất chưa? Rất là thẳng á. Nghe tôi phân tích. Trời ơi, tôi biết rồi. Tôi biết làm cái gì rồi. Anh. Làm thám tử. Tứ thảm là thám tử. Một là chính xác chúng ơi. Nãy giờ đổi thời mà không bởi thế lái thời không ra được. Thảm tôi gợi ý quá trời. Ủa sao lái được là chuyện đó không được. Bốn tấm thảm, bốn là tứ, tứ thảm là thám tử. Chính xác. Câu trả lời của chương trình là giống như sự chia sẻ của Ánh là bốn tấm thảm, bốn là tứ, tứ thảm là thám tử. Như đã chia sẻ từ đầu là đây là câu đố vui và đọc lấy lại nữa, cho nên là một lần nữa không có ai có điểm trong câu này. Quá tiếc nuối. Về phút chót thì Ánh mới trả lời đúng, chưa được quá điểm. Quá tiếc nuối. Tiếc ha. Tiếp tục, chúng ta còn lại hai câu nữa, ráng lên nào. Câu hỏi số 7 như sau. Doraemon đến từ thế kỷ thứ mấy? 15 giây, bắt đầu. 24. Nếu như không có chính, không biết không chính xác thì mình có thể viết hai cái. Chia ra viết. 5 4 3 2 1 hết giờ. Baby Rosie 21. Trung Hiếu 22, Gino 21, coi như là bên đây là chia ra 50-50 đúng không? Bên đây là không chia, bên đây một đúng hết, hai sai hết. Thế các bạn nghĩ là đúng hay sai? Đúng ạ, bọn em đồng lòng. Nhưng đội bên đây có đáp án đúng. Khoan khoan chưa? Chưa. Đúng. Đúng 21 hả anh? Thì đúng đáp án đúng là 22.
Doraemon đến từ thế kỷ thứ 22. Vậy là chúng ta đã có 6 điểm dành cho hai đội chơi trong câu này. Zino được 2 điểm nữa và Liz được thêm 4 điểm nữa cho đội của mình. Câu hỏi cuối cùng như sau: cái gì mà tay trái cầm được nhưng tay phải không bao giờ cầm được? Rất dễ. 10 giây bắt đầu. Tay trái cầm được nhưng tay phải không bao giờ cầm được. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Mời các bạn giơ bảng. Tay trái, khuỷu tay trái. Bên đây là tay phải. Và chỉ có một tay đúng mà thôi. Khuỷu tay phải. Và đây là một đáp án rất dễ. Cái gì tay trái cầm được mà tay phải không bao giờ cầm được? Và đó chính là tay phải mới đúng. Chúc mừng đội mình. Mình bị lộn. Đúng không? Bị lộn. Tay trái cầm được thì tay trái cầm được tay phải, mà tay phải không bao giờ cầm được đó là tay phải luôn. Coi như là một cú lội ngược dòng ở câu hỏi cuối cùng. 4 điểm nữa thuộc về Zino. Yeah. Chúng ta sẽ tổng kết số điểm nhé. Thật sự hai đội chơi khá là ngang tài ngang sức ở trong lượt đầu tiên này. 8 điểm thuộc về đội nào thì đội còn lại sẽ chiến thắng với 9 điểm và sẽ nhận được gợi ý đầu tiên của chương trình. Xin được chúc mừng, 8 điểm thuộc về đội của Zino. Và là 9 điểm thuộc về đội của Liz. Và bây giờ chúng ta minh sự đã có quả cầu với gợi ý đầu tiên rồi. Chúc mừng các bạn nha. Nào, thảo luận. Kính vô, kính. Là người truy tìm. Vậy là cái người ấy là bên kia. Thấy chưa, em đoán. Tại vì mi nó cho một cái đặc điểm để gợi ý hết. Ví dụ như là quần đen. Theo như tình hình của bên đội 2 thì chúng ta đã có được một gợi ý đầu tiên rồi. Các bạn có muốn chia sẻ thông tin này hay không? Hay là các bạn muốn nói gì với đội số 1 hay không? Xin mời. Em nghĩ là không nên chia sẻ. Bởi là ai thì khai mau đi. Bởi vì là tại cái dữ liệu này nó cũng khá là rõ ràng ấy ạ. Không, nói chung là biết được ai rồi cho nên là mọi người cứ... Lát nữa em bao anh ăn nha. Anh nói cho em nghe được không? Không, tụi chị ăn rồi em, cảm ơn. Anh hết rồi, tim anh hết rồi. Mình phải để ý những người nào mà ít nói quá, nói nhiều mọi quá. Mọi người bên đây mình nên bình tĩnh. Có khi cái dữ liệu đó lòi ra con người ở bên kia. Bên kia. Những người đang bẻ lái về phía bên này thì có lẽ là người đó khá là khả nghi. Có khi là chị Ánh. Trời, tại sao vậy? Tại sao lại là chị? Nãy chị... giờ chị trốn tránh trách nhiệm gợi ý chỉ có chị thôi. Hiền lắm. Chị nhường cho mấy đứa em, chị đã nói trước. Có nghĩa là tụi chị đang chơi là Dương Đông kích tay, hiểu không? Tại vì mình còn nhiều dữ liệu, mình phải lắng nghe bên kia xem sao. Rồi, ok. Bên đây muốn lắng nghe các bạn. Thì không biết là Khi đang muốn chia sẻ điều gì với... Em nghĩ là ta vẫn còn hai gợi ý nữa đúng không ạ? Đúng. Thế nên là mình vẫn chưa biết chắc được cái gì đâu. Nên là cứ chơi tiếp đi đã. Thế nên em nghĩ là chương trình sẽ chia đều cho ba gợi ý. Có thể là sẽ đánh lắc hướng thì sao? Không biết được. Ồ không đâu. Ở bên đây chúng ta đã có một thông điệp hết sức rõ ràng. Đúng vậy đó. Rất rõ ràng. Rất rõ ràng nhá. Yeah. 4 người các người. Zino, bạn muốn nói gì? Hết. Vậy thôi. Mặn quá mặn luôn. Em rất buồn hai anh chị. Vì sao? Tình nghĩa chỉ vì một cái đội chơi mà bây giờ lật mặt như lật bánh tráng. Không em, anh này anh cái anh đồng thưởng cảm nó lắm. Lớn lắm em. Tại ơi vì, cái này mình ai tới đây cũng vậy em à. Không sao đâu em, anh chị vui lắm. Bên kia hàng xóm mình đối xử mình sao thì biết đâu, hồi mình thắng được hai vòng kia mình có hai thông tin thì mình không chia sẻ lại. Hợp lý. Cho tôi phỏng vấn Yến xíu. Mời. Nãy giờ Yến có muốn hối lộ hai anh chị không à? Em có gì cần giấu mà em hối lộ. Đúng không? Chị Ánh hỏi, Miễn trả lời. Không, em chỉ muốn nghe thông tin bên đó tiết lộ thôi mà. Ờ đó, thấy chưa? Tiết lộ đúng thì không? Em thấy những người mà không phải vậy họ là không thể nào tỏ ra nguy hiểm gì đâu. Đúng rồi. Họ sẽ, nếu mà đã công khai vậy rồi thì không phải là người mình cần tìm đâu. Cái người mà im nãy ít nói nhất á, là mình phải để ý người đó. Nhưng mà cũng phải nên để ý Yến nha. Tại vì nãy giờ Yến cứ cố gắng. Đúng mà quá, đúng mà quá. Ngơ ngác, dẫm nát vườn hoang. Tại cái câu sau mà mọi người nghi em đó. Thật sự ra đến đây thì chúng ta được quyền hóa thân và được quyền lập luận để bảo vệ bản thân mình. Thôi các bạn cứ bình tĩnh ha. Giống như lời của Hiếu nói là chúng tôi vẫn sẽ còn lại hai gợi ý nữa dành cho các bạn. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi đến với vòng thi tiếp theo để khám phá gợi ý tiếp theo là gì. Xin mời.
quay trở lại với chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Và đây là vòng thi đấu thứ hai để thử thách hai đội chơi. Và vòng này sẽ được bật mí nhỏ với hai đội như sau. Chúng tôi sẽ có một tiết mục được đầu tư dàn dựng vô cùng công phu trên sân khấu. Trong quá trình ngồi xem, đừng để tất cả những cái điều này mê hoặc mình. Mình coi mình mê quá mà mình quên để ý những cái chi tiết ở trên sân khấu. Để làm gì, chúng ta phải ghi nhớ thật kỹ những chi tiết này để trả lời những câu hỏi của chúng ta liên quan về tiết mục ngay trực tiếp của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang lên sân khấu này những sức mạnh về thể lực và đặc biệt hơn hết là những giá trị nghệ thuật của màn trình diễn ngay sau đây. Xin được giới thiệu, đây sẽ là tiết mục Tinh Hoa Võ Cổ Truyền Việt Nam đến từ Liên đoàn Võ Cổ Truyền thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. Anh em mình chia ra điểm bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ nha. Điểm số người không ta? Nào thấy đây kìa. Hay quá, hay quá. Quan trọng là mấy gương mặt này nó có thể giống nhau không? Hay là nó thay? Chủ yếu là ra lúc đầu á. Ra lúc đầu rồi không? Nếu ra lúc đầu là như là 7, 6, là khoảng 13 người đúng không? Đúng rồi, 13 người. Dạ. 9 nam, 4 nữ. Hả? 9 nam, 4 nữ. Kích wow. Quá tuyệt vời. Dạ thôi mình xả dáng giùm em, các em sợ quá. Xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chắc là đầu tiên thì phải để mọi người hít thở một tí xíu, bởi vì là tiết mục vừa rồi rất cần cái thể lực, và đặc biệt hơn hết là Minh Xuân bị cuốn
cuốn ở cái nhịp mà các anh và các bạn trẻ biểu diễn ngày hôm nay với cái tiết mục này. Ánh đang rất là say mê đúng không ạ? Bởi vì đây cũng là một cái thể loại bộ môn võ thuật mà anh cũng đã từng được học qua rồi. Và những người còn lại thì say sưa bởi vì là mới quá với mình. Thế chắc là đầu tiên mời anh đại diện cho nhóm mình gửi lời chào đến với tất cả mọi người nha. Xin mời ạ. Xin chào tất cả mọi người. Chúng em là nhóm võ của môn võ cổ truyền Việt Nam thuộc Liên đoàn Võ cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Cho Minh Sù thắc mắc một tí xíu thôi, là các bạn đã hoạt động được bao nhiêu năm ở trong nghề với cái bộ môn này rồi ạ? Dạ, nhóm chúng em thì có bạn học được khoảng 10 năm, có bạn thì học 20 năm. Dạ. Thế nên ngày hôm nay thì các bạn đã biểu diễn ở trên sân khấu này những cái loại binh khí như thế nào? Bởi vì Minh Sù thấy là có rất là nhiều loại binh khí và đặc biệt nó cũng hơi lạ. Mời bạn có thể chia sẻ được không ạ? Dạ, trong võ cổ truyền có rất là nhiều loại binh khí. Thì giống như cái kế bên anh là nó cũng là một loại binh khí. Dạ, ở đây là kích. Dạ, kích bình thường có hai đầu, này là lưỡng đầu kích thì nó sẽ có hai đầu. Dạ, còn đây là đao. Dạ, kế bên em thì có song bút, nó giống như một cái bút của mình viết à. Thì nó làm lại là dạng binh khí. Dạ, và anh có thấy cái dù nữa đúng không em? Dạ đúng rồi, của có các dù. Cô gái. Dạ. Hôm nay thì chúng ta mới có thể nhận thấy một điều là sức khỏe rất là quan trọng. Và đặc biệt khi mà học những cái bộ môn võ thuật như thế này thì cái sự mạnh mẽ và cái tính kiên cường, sự chủ động của bản thân mình cũng khá là nhiều. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các anh, các bạn, những người rất là trẻ. Quý vị thân mến, sau khi mà chúng ta xem xong một màn trình diễn võ nhạc vừa rồi rất là điêu luyện và đặc sắc, thì Minh Sù cũng đã được ban tổ chức đưa cho những câu hỏi chỉ có 6 câu thôi mà tôi thấy cũng hơi cam go. Lưu ý, vòng này thì chúng ta chỉ cần có đại diện một trong 4 thành viên của mỗi đội trả lời với một tấm bảng của mình mà thôi. Các bạn sẽ phải thống nhất đáp án của mình. Nếu như trải qua 6 câu hỏi, đội nào có số lượng câu đúng nhiều hơn thì đội đó sẽ là đội có thêm gợi ý của chương trình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên như sau. Người đứng cao nhất trong đội hình mở màn đã cầm binh khí gì? 15 giây trả lời, bắt đầu. Anh nhớ không? Mời anh thảo luận, trả lời luôn. Cao nhất ấy. Một là song bút, hai là cờ. Đang trả lời khác. Có bao nhiêu binh khí? Các bạn phải viết ra hết nha. Em chắc luôn. Em bút hay cờ? Năm là phía trước hay là đúng không? Phía trước hay sau? Bốn. Cờ. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Mời các bạn. Bên đây là song bút. Bên đây là đào. Cao nhất là cái người đỡ lên á. Cao là đứng phía trước hay là không, đứng phía trên? Đứng phía trên, cao nhất. Là cao nhất á. Và đặc biệt hơn hết là chỉ có duy nhất ở cái đoạn mở màn thôi. Thì cái nhân vật đó đã cầm loại binh khí gì? Và chúng tôi có câu trả lời là tới hai binh khí. Hey! Ghê chưa? Thấy tôi đứng cái dáng hơi sai rồi đó. Nhưng mà đây là cái đào cụ của chàng trai đầu tiên xuất hiện trong phần mở màn ở vị trí cao nhất với sự bê đỡ của hai chàng trai phía dưới. Đây là lăng khiên, còn đây là cây đào. Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là lăng khiên và đào. Chia buồn với hai bạn. Ủa vậy giờ chưa đúng được 5 điểm, chắc được nửa điểm. Dạ không, phải trả lời chính xác thì chúng ta mới được 1 điểm. Nửa điểm thì không tính nhá. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2 dành cho hai đội chơi như sau. Hãy nghe thật là kỹ nha. Các võ sinh sử dụng dù đã thực hiện gặp dù bao nhiêu lần? Trời ơi. 5 giây bắt đầu. Gặp lại, gặp lại, gặp dù là sao mà nhớ nổi đây mọi người. Sao nhớ nổi, bây giờ mình cho cái dù số thôi. Nhớ không, sao kéo kéo dù á là gặp mấy lần hả? Không, một ấy mới đầu đào là tới 4 lần á. Thôi kệ, cứ ghi đại đi. Anh nghĩ chắc có 3. Ai để ý mấy cái đó đâu, ghi đại đi bé. 5 4 3 2 1 hết giờ. Xin mời các bạn giờ đáp án. Cái đội đó, cái đội đó ghê gớm bà biết rồi, thì là bốn là ghê gớm. Bên đây là 4 luôn đúng không ạ? 4 sao luôn. Là có sự trùng lập tại bên sao bạn nghĩ là 4? Sao bên đây thấy 4 phá luôn. Bên em là nghĩ là bởi vì là dù có ra biểu diễn hai lần, một lần mở một cục, mở cục đó, vậy là hai lần là 4 lần. Vâng ạ. Còn bên em tại sao nghĩ là 4? Vậy em thấy đội đó dễ bắt chước theo. Trời. Thật ra là hồi nãy bên đây cũng có phân vân là giữa số 3 và số 4. Có quyền mà, có quyền đâu có cấm đâu. Được, các bạn được quyền copy bài của bạn. Nhưng phải là copy đúng, còn copy sai là mình cũng sai luôn. Và nếu như mọi người vẫn còn nhớ cái đoạn 4 cô gái đứng ở vị trí này sau khi chờ 3 chàng trai
vật lộn nhau phía trên. Xong thì bốn cô gái bắt đầu tiến lên phía trước biểu diễn. Trong quá trình xuất hiện thì cây dù được xòe ra rồi. Và số lượng gặp dù lại là một lần duy nhất mà thôi. Rất tiếc trong câu hỏi này hai đội không có điểm. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 3 như sau. Có như bao nhiêu lá cờ có tâm màu xanh lá? 15 giây bắt đầu. Cái cờ đó mấy màu? Có tâm màu xanh lá. Thật ra là nó là có bao nhiêu lá cờ có tâm màu xanh lá? Hai xanh lá. Nếu mà xanh lá cùng có khi là một và xanh lá hết, hai là một. Lưu ý các bạn phải trả lời chính xác được một câu cũng được. Bởi vì nếu cả hai đội không trả lời đúng câu nào thì chúng ta sẽ không có được lợi ý trả lời ba cái. Chúng ta còn lại 5 giây. Em mừng về cho em cậu đi. Cờ nhiều mà. 6 cây được hả? Đáp án gợi ý cho mọi người là số nhiều. Số nhiều là bao nhiêu? 5, 4, 3, 2, 1. Mời đáp án 2 và 6. Tại sao bạn nghĩ là 6? Có bao nhiêu người cầm cờ? Dạ 6. 6 người cầm cờ và cả 6 lá cờ đó đều có tâm màu xanh lá cây. Đúng rồi. Và bên đây tại sao là 2? Em bọn em có nhìn kỹ là có 2 lá cờ có tâm màu hồng, 2 lá cờ có tâm màu đỏ và 2 lá cờ có tâm màu xanh, chia đều sang hai bên, mỗi bên 3 lá. Và đáp án của em rất chính xác. Chúc mừng. Chỉ có 2 lá cờ có tâm màu xanh lá cây mà thôi. Bên đây thì có 6 lá, đúng là có 6, nhưng mà cái bên trong nó cái tâm của màu gì mới là quan trọng nhất. Một điểm thuộc về đội của Liz. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 4 như sau. Câu này rất dễ, chúng ta sẽ trả lời thật là nhanh nhé. Có tổng cộng bao nhiêu võ sinh trong tiết mục vừa rồi? Bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ? Câu 15 giây bắt đầu. Câu tủ của anh vậy? Phải ghi đầy đủ bao nhiêu nam là bao nhiêu nữ. Và số lượng tổng là bao nhiêu các bạn nha? Nữ. Tổng là bao nhiêu người và bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ? Hãy chi tiết giúp mình rồi nhé. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Có 13 người, 4 nữ, 9 nam. Và bên này 13, 4 nữ, 9 nam. À, vỗ tay cho nhau. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Có 4 nữ và 9 nam. Và tổng số lượng người là 13 người. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 5 dành cho hai đội chơi như sau. Hãy xếp theo thứ tự biểu diễn trước sau của các binh khí song bút, siêu đao và lăng khiên. Siêu đao. 15 giây bắt đầu. Siêu đao. Kiếm đúng cái thứ hai là kiếm á. Song bút, khiên đao, lăng khiên. Cái thứ hai là trước sau. Cái nào diễn đao, trước, cái nào đao. Diễn sau. Lăng khiên trước. Trong ba đạo cụ đó. Rồi siêu đao là cái đao to. Đúng rồi, xong rồi tới song bút. Không không. Không tới song. 5. Thôi, chờ đi. 4. 3. Không có, 3 món à. 2. 3 món à, 3 món. 1. Và hết thời gian. Đáp án của bên mình là gì ạ? Lăng khiên đầu tiên, siêu đao và cuối cùng là song bút. Bên đây song bút, siêu đao, lăng khiên. Bên này thì ngược lại lăng khiên, siêu đao và song bút. Và câu trả lời chính xác của chương trình đó chính là lăng khiên đầu tiên. Yeah. Thứ hai là song bút. Đấy, chị bảo rồi, không nghe chị. Và cuối cùng mới là siêu đao. Ôi giời ơi. Đúng chưa? Có mình tôi nói xong bút trước, ba đứa nói siêu đao chứ. Không, em không nói, nhưng mà em nhớ là xong bút. Bây giờ dù có nói hay là không nói thì cũng đã sai rồi. Sai rồi. Sai rồi. Không thể chịu trước. Hai đội chơi đã không có điểm trong câu hỏi này. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý, chị nói mình cũng nên tin tưởng đồng đội mình một chút xíu, đúng không? Tại vì chị Ánh là một người đã có kinh nghiệm và những kỹ năng ở trong cái bộ môn võ thuật này rồi. Ba đứa đã áp đảo chị quá yếu ơi. Chúng ta chỉ còn lại một câu cuối cùng nữa mà thôi. Hãy ghi điểm. Hiện nay điểm số đang nghiêng về đội của Liz. Và yeah, để xem lên. Vòng này đội các bạn có gỡ điểm được hay không nhé. Câu hỏi cuối cùng như sau. Đúng có bao rồi. Nhiêu võ sinh đeo đai có chữ? 15 giây bắt đầu. Chết rồi chị ơi, cái này thì mình không hề tính nhá. Chị không hề để ý. Mời các bạn thảo luận. Clip mà em quên mất khó lắm. Không nào, nãy đâu có để ý đâu. Chị nghĩ là có khoảng 5 đến 7 người. Ừ, đúng rồi, em cũng thấy vậy. Chữ là những người bao nhiêu dây đai có chữ? Mấy người cây caro là có chữ á. Dễ hả? 5. Ông bố số mấy? 4. 3 đi. 3. 3. 2. 1. Hết thời gian. Mời các bạn dơ bạn. Quay. 3. Và bên đây là 5. Tại sao các bạn nghĩ là 3? Đoán vừa. Dạ, Hiếu nói. Hiếu nói. Hiếu nhớ hả Hiếu? Dạ không. Đội trưởng nói. Dino em nhớ hả Dino? Em nghĩ là vậy. Em nghĩ là vậy. Khi có đồng tình không?
Em nghĩ một. Cũng đồng tình. Em nghĩ là một. Không đoán nữa. Bên đây tại sao các bạn nghĩ là năm? Tại vì là chị thì nhớ là 5 đến 7 người mà bọn em nghĩ là số ít thôi. Tại vì là thường là những người sao ta chị nhỉ? Là mình không để ý cái võ sư. Võ sư thì cái này nó hơi chi tiết nhỏ. Đúng rồi. Cho nên là mình không để ý. Và đáp án chính xác của chương trình là nếu như đội mình thắng thì sẽ có một điểm bằng với đội của Liz. Và cả hai đội đều có gợi ý của chương trình. Nếu như đội bên này sai, đội bên này sai luôn thì mình vẫn có cơ hội nhận được gợi ý của chương trình. Và lợi thế là mình có hai gợi ý, đúng không? Câu trả lời chính xác của chương trình đó chính là số lượng võ sinh đeo đai có chữ là 3 người. Chúc mừng! Hay quá, mình được vào luôn. Vâng, vậy là cuộc đấu có vẻ như là đang thay đổi một tí xíu. Hai đội chơi đều nhận được gợi ý trong tình huống số 2 này. Xin mời. Đây là hai gợi ý của hai đội chơi, đội số 2 và đội số 1. Mời các bạn nha, thảo luận cùng với các thành viên ở trong đội của mình. Hai đội đang rất căng thẳng. Một đội chỉ có một gợi ý, một đội thì lại có hai. Giờ nó sẽ không một bạch như mình. Và bây giờ chúng ta sẽ thảo luận nhé. Xin mời các bạn chia sẻ. Ai muốn nói gì giơ tay? Cái gợi ý cái lần vừa rồi ấy, em không biết là em có nhìn bên kia teamwork với nhau mà em thấy mọi người là không có sự teamwork gắn kết cho lắm. Nên em nghĩ là không biết là bốn người bên đấy có tin nhau không. Tại vì là cái gợi ý đầu tiên là một cái gợi ý mà làm cả bốn bọn em rất là tin tưởng nhau. Cái gợi ý đầu tiên là đã xác minh được thân phận thật sự. Đúng rồi, cái đầu tiên là đã ra rồi. Bọn em rất là tin nhau luôn. Và em đang băn khoăn là bây giờ bốn người bên này có tin nhau không? Mời đội trưởng. Bây giờ bọn em chỉ có một gợi ý duy nhất mà gợi ý này thì đang làm bọn em rất là xôn xao. Bọn em có quyền chia sẻ hoặc không, tùy. Cũng muốn chia sẻ nhưng mà muốn là bên kia chia sẻ cái gợi ý đầu tiên của mọi người hôm nay rồi bọn em cũng chia sẻ. Sẽ... đi, mình tôi không, bên đây sẽ chia sẻ gợi ý thứ hai luôn nè. Không, không, từ không, bình tĩnh, bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thật ra cái gợi ý vừa rồi ấy, nó là một cái gợi ý của bên em mình cho bên đấy rồi. Đó là tại sao, lý do gì mà khiến cái đầu tiên làm tất cả bố mẹ em tin nhau như thế. Đúng mà bên đó lại bị hoang mang với và nhau. Và chị đúng cũng rồi. Có nói thêm là đã xác định được thân phận. Bốn thành viên của đội mình tin tưởng nhau hoàn toàn 100% mà biết được thân phận luôn. Đúng, đúng rồi. Mà thật an toàn, đúng an toàn luôn. An toàn, các bạn có quyền tin hoặc không. Gợi ý gì ạ? Đấy. Gợi ý là tin tưởng nhau và biết hết rõ nhau rồi. Em phải chết hết luôn hả? Gợi ý thứ nhất đã xác định được nhóm này an toàn. Tại sao có thể tin tưởng nhau? Mấy người đẹp em nhớ mà. Các bạn được quyền tin hay không tùy. Và bây giờ với cái gợi ý thứ hai nó cũng khá là quan trọng. Tại vì càng mở ra nhiều gợi ý chúng ta càng khoanh vùng nó nhỏ hơn. Bây giờ bên đây muốn đặt câu hỏi trước. Mời anh. Tôi muốn phỏng vấn cái anh đẹp trai ngồi thứ hai. Hiếu. Dạ sao ạ? Nói chung á là bên đây có những cái gợi ý mà có thể xác định được 50% mục tiêu vào phía bên đó rồi. Đồng ý. Là có nghĩa là mọi người đang nghe em. Chưa, đang chưa, chưa, đang chưa, 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 rồi. Ai nói gì đâu, nói mà anh tự giật mình vậy. Anh muốn hỏi gì? 30 triệu. Hồi nãy á, đầu tiên chị có nghe em nói là trời ơi, em cầm cái trái này em thấy nó nặng nề quá vậy. Dạ đúng. Lúc đầu là thấy hơi nghi nghi rồi đúng không mấy đứa? Dạ đúng rồi. Bây giờ chị muốn nghe em một lời bào chữa. Một lời bào chữa, mời Hiếu. Thật ra thì ngay cái gợi ý đầu tiên bên đây rất là hoang mang. Tại vì mọi người đều không được nắm được cái thông tin đó là gì. Và cũng có thể cái thông tin đó khi mà đối phương ở bên kia nhắm về chúng ta á, là nó không đúng sự thật mọi người à. Có khi á, người ẩn danh bên kia thì sao? Nhưng mà cái thông tin chương trình đưa ra là đúng đúng không anh? Thông tin của chương trình đưa ra những gợi ý hoàn toàn là đúng 100% để giúp cho tất cả những thành viên ngày hôm nay tìm được bậc thầy ẩn danh dễ nhất có thể. Vì là mục tiêu của tất cả chúng ta đều là tìm ra bậc thầy ẩn danh. Đúng. Là tại sao cái thì đó chương trình mới đưa cho bọn em một cái gợi ý mà cả bốn em tin nhau hiện nay á. Hiếu đang còn hơi lăng tăng liệu rằng không biết cái gợi ý đầu tiên các bạn là thật hay không, bởi vì là không nắm chắc trong tay thì mình không biết được chính xác là như thế nào. Các bạn được quyền nói và chúng tôi bên này á, là đã có biết được ai là người ẩn danh rồi, cho nên là những cái người còn lại không phải là ẩn danh á, có muốn gia nhập bên này không thì cứ đầu hàng đi. Hợp lý. Rồi mình cùng đúng nhau đi, mình bắt người kia. Lý do tin nhau là vì tại nhưng sao? Mà em muốn hỏi là nếu mà em ở đội bên đây mà em đồng lõa với đội bên kia thì em quá là sai lầm. Em không phải. Mình đang không mục chơi đội cuối cùng. Mình đang chia đội để làm gì? Để thi đấu. Và trong quá trình thi đấu đó mình tìm được những gợi ý và đặc biệt tìm được thái độ lúc chơi. Biết đâu được ở trong đội của mình có bậc thầy ẩn danh và họ giả bộ chơi thua thì sao, để không có được gợi ý.
cái suy nghĩ của em á là đội bên này cái nguy cơ rất là ít, em mình nghĩ là đội bên mình nhiều hơn. Vậy thì nhưng mà em đây. Lại kiểu mà cảm thấy như là phản bội vậy đó. Không sao em. Thật ra là cái trò chơi này là 7 người. Đúng. Chúng ta sẽ tìm một người. Đúng. Và chúng ta sẽ có 7 người trong một đội. Và đúng. Chỉ duy nhất một người khác đội. Đúng. Và tại sao mọi người không show thông tin đó ra để chúng ta cùng nắm chung để hay. Tìm duy nhất một người. Hợp lý. Không, bây giờ mình nói thẳng luôn đi. Từ vòng 2 rồi. Khoan, tại vì mình vẫn còn một cái gợi ý nữa mà. Bọn em đã chắc chắn khoảng cỡ... Mình đã chắc chắn rồi, mình không sợ. Mình chắc chắn rồi, mình không sợ. Nên em vẫn muốn xem một cái gợi ý cuối cùng để... Hồi nãy, cốt lần nữa. Hồi nãy giờ là mọi người chia sẻ nhiều, bây giờ mình sẽ muốn nghe ý kiến của Khi. Đúng rồi. Em đang tỉnh nói. Im ru hoài. Nói chung em thì em thấy sau khi nhận được cái gợi ý này này thì cũng đã khoanh vùng được các đối tượng trong vùng khả nghi rồi. Nhưng mà em không biết gợi ý đầu tiên của đội bên kia là gì, nhưng mà chắc chắn là đội bên kia cũng có gọi là có khả năng mầm móng. Là có người ẩn danh. Khả năng nhưng mà ít thôi, không đúng. Nhiều. Nói chung là em thì không tin ai hết cả. Tại vì mình chơi mình cá chơi, nhân cá mình nhân đang này. Chơi cá nhân ở trong cuộc thi này. Dạ chính xác đúng rồi. Em tin thì chị đấy ai thì em cũng nghi thôi, nhưng mà khi mà được ý này thì đã khoanh vùng được các đối tượng rồi, nên là không biết là mong là sẽ thắng được em có vượt muốn lần thứ ba để có thể có gợi ý tiếp theo ấy, để em có thể khoanh có muốn càng dễ hơn. Bật mí luôn cái gợi ý trong đội của mình. Ôi này. Em nghĩ là chơi nốt đã xong rồi bắt đầu đến cuối mình bắt đầu mình bung hết ra thì nó sẽ hợp lý hơn. Chấp thuận, bởi vì đây là quyền cá nhân. Theo như số đông của bên đội 1 thì các bạn đang tạm thời muốn giữ lại cái gợi ý số 2 cho đội của mình. Nhưng mà đó chỉ là gợi ý đầu tiên của các bạn mà thôi. Nhá, chúng tôi vẫn còn một gợi ý nữa. Và gợi ý này, nếu như thắng ở vòng tiếp theo, các bạn sẽ nhận được gợi ý đắt giá và sẽ tìm được đâu là bậc thầy ẩn danh. Hãy cùng với chúng tôi nghỉ là phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nhé. Thầy ẩn danh đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu cuối cùng để chúng ta tìm ra được gợi ý số 3 dành cho hai đội chơi. Đây là một trò chơi liên hoàn với 4 vị trí hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi sẽ có 4 chiếc bục cao. Đây, bục đầu tiên ở đây và sẽ có một đạo cụ như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng lực tay của mình. Người đầu tiên sẽ múc càng nhiều banh màu càng tốt và phải đứng ở vị trí này. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư sẽ có những vị trí riêng của bản thân mình và đạo cụ hứng banh riêng. Các bạn sẽ dùng lực để hất những quả banh màu này và truyền cho người thứ hai ở đây. Người thứ hai sẽ đứng ở trên bục này. Nó hơi nhỏ cho nên các bạn phải giữ thăng bằng. Ví dụ khi sẽ đứng bên kia để ném. Người thứ hai sẽ đứng bên đây, dùng cái rổ này hứng banh, hứng được càng nhiều càng tốt. Yeah. Sau đó vì bục nhỏ các bạn được quyền bước xuống, sau đó đổi vị trí xoay lại. Ôi trời. Một lần nữa ném banh về phía bên này sao cho nhiều banh nhất về tới chiếc rổ cuối cùng quy định của chương trình ở đây. Dạ. Và trong vòng 2 phút nếu như đội nào có số lượng banh về đích nhiều nhất, đội đó sẽ có gợi ý cuối cùng của chương trình. Và bây giờ các bạn đã biết được luật chơi như thế nào, hãy chia sẻ từng vị trí sao cho nó hợp lý. Ví dụ như bây giờ Yến là đứng số 1, đúng rồi, Yến mà đứng ở số 2 này hơi khó tại cái bụng nó nhỏ quá. Ở bên đây các bạn có quyền bỏ guốc ra để chơi cho thoải mái. Xin mời hai đội trưởng lên quảnh tù xì để xác định đội nào thi trước. Mời Liz, mời Zino. Em ra cái gì? Em chắc cây búa. Cây búa. Em ra cái gì? Em lá. Cây lá hả? Là cái bao hả? Dạ. Ok, chuẩn bị 1, 2, 3. Bé nói thật mà, bé nói ra cái búa thì bé ra cái búa, đúng chưa? Em gian dối. Bởi vậy chị em chơi với nhau sao mà gian dối quá. Em được quyết định đội nào thi trước. Xin mời đội của Lý thi trước. Mời các bạn về vị trí. Đội chơi đầu tiên đã sẵn sàng. Lưu ý với các bạn, trong quá trình hứng banh, chúng ta để ngã và rời khỏi vị trí thì chúng ta sẽ không xác định cái lượt đó nha. Các bạn sẽ phải làm lại từ đầu cho nên giữ thăng bằng rất là quan trọng ở trong vòng thi đấu này. Thời gian 2 phút dành cho đội của Liz. 3, 2, 1, bắt đầu. Càng nhiều càng tốt nha Rosie. Cùng hai tay em. Hai tay cũng được em. Rồi, để sát sát vô, sát sát vô. Cỡ
Cẩn thận, coi chừng té. Hất qua, hất qua. Mi ơi là Mi ơi. Các bạn, em được quyền đứng xuống, xoay người lại nha. Okay, mạnh lên, hất mạnh lên, hất mạnh lên. Và Sang cũng vậy, rồi. Cái này qua đây, qua đây dễ nè. Khổ vậy ta. Em hất thật là mạnh lên. Liz ơi. Liz ơi, Liz ơi. Nè. Từ chỗ này qua chỗ này hất dễ. Lên hất lên, hất lên trời á. Đứng đây được. Các bạn được quyền đổi vị trí. Các bạn được quyền đổi vị trí. Đổi vị trí, đổi vị trí, đổi vị trí. Đổi không? Đổi. Chắc tôi đi ngủ quá. Chắc vô, chắc vô. Cố lên, cố lên. Bình tĩnh lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Quay lại em. Đúng rồi, được quyền đứng xuống rồi. Đứng lên lại, bình tĩnh đã. Mạnh lên. Hứng nha. Hay quá. Tiếp, 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 tiếp. Hợp lý. Rồi, tiếp, tiếp. Wow. Này ơi. Từ từ bình tĩnh. Mình chơi một hồi là có kinh nghiệm thôi. Hất mạnh lên. Đúng rồi. Wow. Xuất sắc. Em sàng sàng vô một hàng. Sàng sàng vô một hàng. Đúng rồi. Khó là khó ở cái khâu của ánh. Cái câu cuối cùng. Đúng. Phải hất làm sao nè. Rồi. Có thể là ba. Có thể là ba quả luôn. Cố lên. Một, hai. Một quả hơn cũng được. Bình tĩnh. Ok. Nhanh lên nào, chúng ta còn lại 15 giây. Nó vào luôn rồi nè. Tiếp rồi, tiếp rồi Rosie ơi. Em có thể cầm hai tay được. Cho nó chùm chùm như bé, chùm chùm chùm. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Hết thời gian. Và số lượng banh của đội đầu tiên là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 quả banh. Chúc mừng. 6 quả banh. Các bạn có vượt qua được hay không? Rosie, tự tin không em? Tự tin. Love you 3 ngày. Rồi. Love you more. Nhưng mà vấn đề là em không có muốn tháo giày luôn hả? Em rất tự tin vì khả năng đi giày cao gót của em từ nhỏ vì lý do em lùn. Dạ hả? Chứ không vì lý do là muốn làm đẹp gì hết đúng không? Không, em lùn. Dạ. Rất là tự tin. Và bây giờ chúng ta vẫn sẽ có 2 phút mà thôi. Chúc các bạn may mắn nhé. 6 quả banh, ráng vượt qua. Anh sẽ giúp em bằng cách là kéo cái giỏ lại chút xíu được không? Dạ. Yeah. Tại vì con bé nó lùn quá, không tới. Rồi, ok. Và bây giờ 2 phút bắt đầu. Cố lên nha. Đúng rồi. Hay quá, yên rồi. Ôi, ôi, ôi. Hay quá. Nhẹ nhàng thôi, mình kế bên à. Nhưng mà ít ít rồi Yến ơi, nhiều quá bắt công nó đỡ quá. Ôi, cái gì vậy? Gặp tên hết băng. Ôi, thì nữa chị ơi. Bên này cũng gì vậy? Em phải để gì nè. Tiếp, tiếp, bên này, bên này. Em cầm ở dưới cái đáy á. Cầm ở dưới á. Em cầm ở dưới cái đáy. Cầm ở dưới á, cầm dưới vậy nè. Em mở, đúng rồi, em mở, em mở, em mở phía dưới. Hết lên. Thôi, đỡ, 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 đỡ. Khó nhất là cái nia này nè. Cái rõ này khó mà. Tôi nói rồi gì, đổi đi. Cho bạn này cuối cùng luôn đi. Đó. Mạnh lên. Thiếu, đổi đi, đổi đi. Đổi đi. Xuống mau, mau, được rồi, được rồi. Lại đi. Tiếp đi, Yến. Áo đen xuống cuối cùng đi. Cố lên, cố lên. Quay lại. Yến, em múc đi, em múc đi. Đúng rồi. Quen rồi đó mọi người. Quen rồi. Cẩn thận. Hay lắm. À, cái gì vậy? Ổn lắm. Không sao. Được, nhanh. Hai. Được, đã lên đi. Mình qua được 2 luôn. Đang 1 thôi. Ba. Cố lên. Đúng rồi. Hay quá. Chúng ta còn lại 35 giây. Cố lên, cố lên, cố lên. Ôi. Còn trái. Cố lên, 30 giây, cố lên. Tập trung. Rồi, tiếp luôn. Em phải đứng lên trên đó mới được ném nha, Gino. Hợp lý. Hay quá nồi ơi. Rồi, tiếp. Hay lắm Yến. Ok chưa? 10. Chết. Nãy giờ một quả nữa, bảy, một quả nữa, năm, một quả nữa, ba, hai, rồi xong rồi, thôi khỏi rồi, xong rồi, hết giờ, có phải không? Bảy ạ. Đây là quả banh cuối cùng mà các bạn ấy mang về. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 quả banh. Thắng rồi. Yeah. Rồi thắng rồi. Quý vị thân mến, chúng ta đã khép lại trò chơi liên hoàn dành cho hai đội chơi và đội chơi chiến thắng có được gợi ý cuối cùng. Xin được chúc mừng cho đội của Gino. Yeah. Chỉ hơn có một quả banh mà thôi, nhưng các bạn đã có một gợi ý cuối cùng rất đắt giá ở đây. Vậy là chúng ta hòa nhau, bên đây có hai gợi ý, đúng không ạ?
xin chúc mừng cho đội của Zino. Rồi, mời các bạn thảo luận. Sau thì mình bên mình hãy quan sát thái độ. Bởi vì mình thường nghĩ rằng là mọi người cũng đã có cái gợi ý. Có màu trắng là đúng không? Danh. Ờ, chắc chắn là giống vậy, là vừa gợi ý vừa nãy. Đó, đúng rồi. Tôi có màu trắng, xanh, nó đi với danh. Tại vì em học đồ đấy. Bên kia đã nhận được gợi ý cuối cùng của chương trình. Theo bản thân Minh Xuân nghĩ rằng cũng đã khoanh vùng được thêm rồi. Nhưng liệu rằng các bạn ấy có chia sẻ với đội mình hay không? Chắc chắn chúng tôi vẫn còn một cuộc thảo luận lớn dành cho cả 8 người chơi để cùng với nhau đi tìm đồng minh làm sao giải đáp được bậc thầy ẩn danh ở vị trí của nhân vật nào. Lưu ý, số đông bình chọn nhiều nhất thì chúng tôi mới mở quả cầu. Và bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo quý vị nhé. Vậy là chúng ta đã trải qua hết tất cả những vòng thi đấu rồi. Bây giờ sẽ là cuộc thảo luận lớn dành cho tất cả chúng ta, không còn chia đội nữa. Các bạn sẽ chơi theo cá nhân, kết nối cùng với nhau. Từng thành viên sẽ chia sẻ một tí xíu nhé. Sẽ mời đội chơi chiến thắng vừa rồi ở cái lượt số 3. Chúng ta sẽ nói trước nhé. Mời Khi. Thực ra thì em thấy là bây giờ đến phút cuối rồi, chắc là mọi người cũng muốn chia sẻ hết những cái gọi là gợi ý để có thể tìm ra cái người ẩn danh đúng không ạ? Đúng. Đúng. Hay là mình chia sẻ nhau luôn nha. Chính xác. Chúng em sẽ chia sẻ gợi ý cuối trước. Cái gợi ý cuối của bọn của đội em là một cái câu thơ, quên mất rồi. Trên trời có đám mây trên xanh. Trên trời có đám mây xanh. Tôi có màu trắng và là ẩn danh. Trên trời có đám mây xanh, tôi có màu trắng và là ẩn danh. Đó là một okay. Một trong những gợi ý bọn em nhận được. Một cái gợi ý từ đội bên kia. Tại vì là bốn người bọn em đã xác định được cái người đó là khoanh vùng rồi. Bây giờ em nghe câu này phát em biết ai luôn. Nói chung là cũng khoanh vùng được, nó chỉ 50-50 thôi. Khi đang chia sẻ về chung chung, còn không biết những thành viên tiếp theo có muốn chia sẻ chi tiết ra hay không. Mời Rosie. Ra thì sau những tất cả những gợi ý ban nãy mà chương trình đưa ra mà bọn em có được ấy, thì là bọn em phải chắc đến 99% người đó là người ẩn danh. Em có muốn chia sẻ chi tiết luôn không? Bây giờ lại đến cuối chương trình rồi ấy, thế nên là sẽ nói thẳng luôn là gợi ý ban đầu ấy mà bọn em là team cũ mà tin nhau ấy, cái gợi ý đó là cái team của chúng em là không có ai là người ẩn danh hết. Thì suy ra là bên team bên này là có 4 người. Chi tiết là cái gợi ý của bọn em là chúc 4 người truy tìm. Đúng rồi, đúng chúc không? Chúc 4 người may mắn. Đấy là lý do mà tại sao bọn em rất tin nhau. Bởi vì bọn em đều là người truy tìm, hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ủa nhưng mà nhớ chẳng hạn bọn em thắng gợi ý đấy thì sao? Tại vì game này tất cả mọi gợi ý của chương trình nó sẽ dựa vào thực tế ngay lúc đó okay. Mà chương trình sẽ gợi ý ra. Theo như lúc đầu gợi ý đầu tiên hoàn toàn xác minh 100%. Bốn nhân vật trong đội số 2 là an toàn, không phải là người ẩn danh. Vậy thì theo như chia sẻ của Rosie là bốn người còn lại trong đội của các bạn, trong đội số 1 có bậc thầy ẩn danh trong đây. Còn gợi ý thứ hai ấy thì là lại khẳng định đến tận 80% cơ. Là cũng là ở team kia luôn. Cái người đó mặc áo đen và quần đen. Rồi. Thì áo đen quần đen. Và suy ra ở cái team ban nãy chỉ có anh Gino và anh Gino và Hiếu. Anh Khi và anh Hiếu là người mặc như vậy. Áo đen quần đen. Đúng rồi. Áo đen quần đen. Áo đen quần đen này là màu trắng rồi. Nhưng mà áo khoác cũng màu đen mà. Em quần đen quần đen. Cần đến cái gợi ý thứ ba. Khoác màu xám mà. Trên trời có đám mây xanh. Trên trời có đám mây xanh. Tôi có màu trắng. Tôi là ẩn danh. Chắc đấy. Xanh trên trời có áo mây xanh. Xanh trắng mà anh Hiếu đâu có trắng đâu. Dạ anh cũng xanh mà. Bút xanh mà. Trắng anh có một cái logo màu trắng trên tay. Như vậy là chỉ còn hai người này. Đôi giày đó nhìn từ xa màu trắng mà. À, không, có cái logo trên người Hiếu là màu trắng kìa bên kia kìa. Không suy nghĩ là bạn này mà em lại suy nghĩ là Hiếu. Bản thân em thì em chị, đang bây giờ suy chị nghĩ đang, là chị đang say. Cả hai người vô luôn một cục em đó. Em cũng vậy, hai người. Hiểu, bình tĩnh. Thì tại vì theo những dữ liệu mà ba bạn vừa cung cấp thì bây giờ chỉ còn mỗi hai bạn này thôi. Nhưng mà màu trắng là thiên nhiều về bạn kia hơn. Cho nên là bây giờ tôi vẫn nghi hai người này. Nhưng mà bây giờ tôi cần thêm gợi ý số 2 ở bên Rosie nãy chia sẻ là quần đen áo đen. Thì bạn này cũng quần đen áo đen, bạn này đúng cũng rồi. Quần đen áo đen. Áo khoác đen nè. Mình đâu có phân biệt được là áo khoác hay là áo lót. Đây là áo đây. Bây giờ mình đã thu gọn được cái có nghĩa. Bây giờ chỉ còn hai người này thôi. Bên em có một cái gợi ý đó là người ẩn danh là nam. Những bạn nữ ở đây đều loại trừ. Chị nói cho em hỏi nếu mà chị nghĩ Gino ấy
Nhưng mà trong cái gợi ý của mình có cái là trên trời có đám mây xanh á. Ừ thì mây xanh ở đâu? Cái đấy thì là chương trình ghi lên trên trời thôi. Là có thể thì có là nghĩ đến một cái mà có thể là một cách chơi chữ thôi, tại vì hiện nay là chơi chữ là hay làm thơ. Có thể là chơi chữ hoặc có thể là màu, tại vì anh Hiếu không có màu trắng á, mà có thể là thì không có màu xanh, cho nên tại là vì anh thấy anh có màu trắng ở trên áo này. Tại vì người ta chỉ nói là có màu trắng thôi chứ không nói là cái gì màu trắng. Ừ, không nói là dày màu trắng hay cái gì màu trắng. 50-50 á. Nhưng mà thực sự ra tôi cũng không xác định được đây là cái áo màu xanh hoặc là đây là đôi giày màu xanh luôn. Lưu ý nhỏ, Liz cùng với Zino, tụi em mỗi người có 2 sự bình chọn. Cho nên cái số lượng người bình chọn này nó sẽ lợi thế cho hai bọn em. Hãy thật sự tỉnh táo để tìm đồng minh và quyết định nhé. Thật ra là từ nãy giờ em nghĩ là hai người bị nghi ngờ chưa được gọi nói là bào chữa. Trước khi bây giờ em muốn nghe. Rồi. Bây giờ trước tiên đi, cho Vĩnh Sang nói trước. Nãy giờ là mình lắng nghe thật là nhiều những sự chia sẻ của mọi người, thì em đúc kết điều gì rồi? Thì em loại trừ được 2 nhân vật rồi và vẫn giữ cái quyết định như vậy. Như vậy là như thế nào ạ? Là em có nghi ngờ Hiếu với lại là Zino. Tại vì Hiếu là cái mục tiêu em nhắm đầu tiên trước, cái gợi ý đầu tiên. Và tại sao anh lại nhắm em? Hiếu á, nhìn cái biểu hiện rất là khả nghi luôn. Cái lúc mà cứ ra vẻ như mình là một người rất là điềm tĩnh, rất là trong sạch, không có gì hết. Lúc trả lời á, thì thường nói rất là nhiều để đánh lạc hướng mọi người. Những cái người mà có cái gì đó thì họ sẽ tỏ ra là bình thường, nhưng mà họ thực sự không bình thường. Mà anh nãy giờ anh cứ cả anh không có màu trắng nữa. Mà kiểu vừa nãy lúc tin bố bọn em nói là bố bọn em tin nhau, anh cứ đẩy mọi người dữ kiện để sang áp đảo này bọn em. Tại vì đơn giản lúc đó anh vẫn chưa nắm được cái dữ kiện của mọi người là cái gì. Anh không thể nào anh khoanh vùng đối tượng lúc đó. Thì anh cứ đẩy tạm bên bọn em để cho bên team anh tin anh đã. Và bản thân lúc đó mọi người đang chia làm 2 team. Bọn anh không biết cái dữ kiện. Tại vì mọi người có dữ kiện rồi, mọi người có thể tin nhau. Hợp lý. Và bây giờ sẽ là lượt bào chữa của 2 nhân vật đang tạm thời nghi ngờ nhiều nhất là Zino với Hiếu nha. Bây giờ Zino nói trước đi. Thật sự ra thì sau khi mà em team của em có được cái gợi ý thứ 2 thì em có nghi ngờ anh Sang ạ. Nhưng mà nếu như mà cái gợi ý của chị Lít đúng như là thật á, thì bây giờ mọi nghi ngờ của em thì chuyển qua là anh Hiếu. Và em thì không phải là người truy tìm, không phải là người ẩn danh rồi. Đó là câu bào chữa của Zino, mời Hiếu. Trong cuộc chơi này sẽ không có ai nhận là người ẩn danh cả. Đúng. Nếu mà người ẩn danh, người ta sẽ cố gắng ẩn. Và đây là cuộc chơi cá nhân. Nhưng lúc đầu mọi người đang chia làm 2 đội. Và lúc đó ở đội bên em không có dữ kiện, cho nên là em mới phân tích cho mọi người thấy. Còn về màu thì mọi người có thấy rồi đó, xanh và xanh. Em cố tình mang cái áo và đôi giày nó hợp nhau đó mọi người. Thì bọn em đâu có bảo là nhất định là cái áo và cái giày đâu, trên áo của anh có màu trắng nữa kìa. Cho em hỏi là anh sẽ nghi ngờ ai nhất trong đây là người ẩn danh không? Anh vẫn nghi ngờ Zino. Bây giờ có 2 đối tượng và bản thân anh phải tin anh rồi. Không lẽ bây giờ anh lại nói anh nghi ngờ bản thân anh trong khi chỉ còn 2 người. Từ đầu anh Minh Xu có nhắc là để ý cả những cái thái độ nữa. Và em có để ý thái độ của anh ngay từ đầu và em cũng đã hơi nghi ngờ. Và trong từng vòng thêm dữ kiện thì em càng khẳng định đấy là anh ý. Đúng, ngay từ đầu chị cũng nghi ngờ cái thái độ của Hiếu. Giống như lúc nãy chị phân tích là lúc mà Hiếu lên đây, Hiếu nói là Hiếu cầm cái này thấy nặng nề quá. Em cầm cái đó mà em thấy nặng nề là từ dưới em đã suy nghĩ rồi. Em lên em cầm quyền. Cái gì em cũng nói nặng nề hết. Chị có quyền chứ, đúng không? Đúng, chị phải để ý thái độ của mọi người. Đúng rồi. Thôi mọi người đồng lòng đi. Tại vì là em cũng nhìn thấy cái nào mà rõ màu xanh nhất thôi. Bây giờ mình nhớ ra là cái lúc mà mình thắng ấy, mà được cái gợi ý là quần đen áo đen ấy, là chương trình đã dựa theo thực tế. Mà thực tế là cái team của mình nhìn team khác như thế nào, quần đen áo đen như nào. Thì là nếu mà quần đen áo đen thì là phải xét theo cái màu mà kiểu rõ là màu đen nhất. Còn đây áo khoác này thì màu hơi kiểu ghi. Hơi ghi. Cũng là. Thì nó cũng là đen. Cũng là được. Nếu mà bây giờ em nói màu đó màu đen, em nói là màu gì cho anh nghe thôi. Gợi ý khá hay. Xin thông báo với tất cả những người chơi, chương trình không thể chỉ đích danh nhân vật này là ai được. Cho nên không thể nào gợi ý rõ ràng cho mọi người. Mọi người phải tin vào cái phán đoán của bản thân mình trước. Chúng tôi chỉ khoanh vùng 2 nhân vật cuối cùng mà thôi. Cho nên là mọi người phải thật sự tỉnh táo nhá, bình tĩnh nhá. Xin được một lần nữa tổng kê lại và các bạn được quyền nhắm mắt để lắng nghe và cảm nhận bằng con tim của mình. Gợi ý đầu tiên, đội 1 gồm có Ánh, Sang, Liz và Rosie. An toàn. Gợi ý số 2, cả 2 đội đều nhận được. Bên đội số 2 nhận được gợi ý là quần đen áo đen. Và bên đây ẩn danh không phải là nữ. Gợi ý này coi như là loại đi hết tất cả những nhân vật nữ rồi. Vĩnh Sang cũng an toàn luôn. Còn lại 3 nhân vật. Và gợi ý cuối cùng, trên trời có đám mây xanh.
tôi có màu trắng, tôi là ẩn danh, thì đen đen không có trắng các bạn có thể loại trừ được đi khi luôn. Vậy thì còn lại hai nhân vật Zino và Trung Hiếu. Đây là quyết định của 8 người chơi. Lưu ý, Zino có 2 phiếu, Liz có 2 phiếu. Chúng tôi chỉ mở số lượng người bình chọn nhiều nhất cho một nhân vật mà thôi. Hãy một lần nữa lắng nghe con tim phán đoán lập trường. Chúng ta sẽ không còn được nói gì nữa. Thời gian bình chọn bắt đầu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng với ánh sáng của chương trình đi tìm đâu là người được bình chọn nhiều nhất ngày hôm nay. Xin mời. Và bây giờ sân khấu chúng tôi đang bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Sự bí ẩn này giúp cho 8 người chơi hồi hộp chờ đợi xem ánh sáng dừng lại ở vị trí của nhân vật nào. Nhân vật này là người được bình chọn nhiều nhất ngày hôm nay. Xin mời ánh sáng bắt đầu. Trải qua những vòng thi đấu với những gợi ý của chương trình, hiện nay sự khoanh vùng những người chơi đã biết và họ có tin vào trực giác của mình hay không. 30 triệu đồng sẽ trao tay ngày hôm nay cho những người chiến thắng. Hai bậc thầy ẩn danh hoàn toàn xuất sắc với việc ẩn mình, nhận được giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng cho riêng mình. Ánh sáng sẽ dừng lại sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Dừng. Ánh sáng đang dừng lại ở vị trí của Trung Hiếu. Xin mời ánh sáng quay trở lại. Coi như là Zino, bạn đã coi như thoát nạn ha. Là mọi người đã không bình chọn nhiều cho mình. Nhưng không biết mọi người bình chọn nhiều cho Trung Hiếu là đúng hay sai. Mời Hiếu lên sân khấu ở đây ạ. Em muốn nói gì với mọi người không? Dạ bây giờ em chỉ muốn mở qua cầu này ra thôi ạ. Mời em. 30 triệu đồng được trao tay, 20 triệu đồng thuộc về bậc thầy ẩn danh, không phải là Trung Hiếu, có thể là Zino hoặc là một ai đó. 3, 2, 1, mở. Yeah! Đúng rồi, đúng rồi. Xin chúc mừng cho những người truy tìm ngày hôm nay đã truy tìm chính xác bậc thầy ẩn danh. Trời ơi. Trời ơi, em á, hồi nãy em đã nói rồi, em là người miền Tây, em thật thà chất phác, mọi người cứ quay qua nghiến nó khều em hỏi anh đúng không, anh đúng không. Mình đâu thể nào mình chối đâu, tại vì mình nói mình thật thà rồi, em cũng im lặng thiệt á. Bây giờ em muốn lật vai á, em rất muốn đóng vai người tốt mà cuối cùng mọi người cứ bắt em đóng người ác. Khó khăn một cái đây là cái này là bốc thăm ngẫu nhiên, chúng ta không biết được mình là ai ngày hôm nay cả, và chỉ có duy nhất một người là bậc thầy ẩn danh mà thôi. Thôi không sao đâu. Tóm gọn lại là chàng trai này vẫn là thật thà chất phác thiệt chứ không có gì hết trơn. Nhưng đến với chương trình bậc thầy ẩn danh, chúng ta được quyền hóa thân. Chúng tôi sẽ tha thứ mọi lỗi lầm này và cứ yên tâm nhé, và rút kinh nghiệm cho những người chơi tiếp theo. Và ngày hôm nay ai bình chọn cho Hiếu giơ tay được không ạ? 1, 2, 3, 4, 5 người. Đi về đừng hủy kết bạn nha Hiếu. 6 người. Anh, anh không bình chọn hả? Tại sao vậy? Thì anh chị làm theo những cái gì phân tích nãy giờ thôi. Dạ, có một cái keyword, có một cái chìa khóa rất là lớn là quần đen áo đen. Quần đen áo đen. Còn Zino nhiều khi ở bên trong là áo trắng. Và ngày hôm nay chúc mừng cho những người chơi đã bình chọn chính xác. Bên cạnh 30 triệu đồng, các bạn còn nhận được một kỷ niệm chương của chương trình nữa. Xin mời. Buồn lắm thì về với anh đi em. Chúc mừng cho em. Chúc mừng cho Yến. Đây. Rồi, chúc mừng Liz. Em tiếc một cái là em bình chọn chia đôi đúng không? Em bình chọn 2 phiếu cho bạn Hiếu, nữa là em được nhân đôi luôn số tiền hưởng. Thật luôn ạ. Chúc mừng Zino. Yay. Tặng cho Rosie. Đây là của Khi. Còn thiếu một cái là của Ánh. Còn cái nữa là của Hiếu. Ngày hôm nay thì hai bạn đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cho nên là thôi nhá, nhận một tràng pháo tay của chương trình được không ạ? Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại chương trình bậc thầy ẩn danh tuần này ở đây. Đừng quên mở TV để khám phá những điều vô cùng thú vị và hấp dẫn đến từ chương trình này vào lúc 19 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Minh Sơn xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.